Dạ, công sai Cần Thơ kính chào của cô chú anh chị các bạn. Dạ, mình mời cô chú anh chị bạn vô luôn. Phòng mình dàn VIP ha. Rồi bật hai cây VIP bự khủng. Dưới bên tôi quý gì vừa. Đó là cái hàng tương đối là khá là VIP ha cô chú bạn. Rồi xem cái nào nghĩ thì tiếp cho sĩ ha. Hàng cái mới về không cô chú anh chị bạn. Hàng VIP nè. Rồi, đã bắt thời gian vô clip để cô chú mình xem nha. Dạ rồi, chào anh sĩ ơi. Chào anh Linh ơi. Dạ. Lời nói đầu tiên em cũng xin kính chào quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc ha. Hôm nay em có về được 8 phôi mai. 3 phôi mai vàng và 5 phôi mai tứ quý. Em cũng xin phép giao lưu với cô bác anh chị gần xa xem kênh Bonsai Cần Thơ ủng hộ cho em ha. Rồi em cũng không làm mất thời giờ cô bác anh chị nữa, em xin phép vô cây số 1 luôn đi. Dạ, vô cây số 1. Số 1 là mai vàng nha cô bác anh chị ơi. Số 1, số 2, số 3 là tất cả là đều mai vàng hết. Em bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0383198616 cũng là số Zalo em luôn. Cái này nó khá nặng nha cô chú anh chị, nhưng mà em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Để khỏi chê luôn. Dạ, cây mấy cây mai vàng này khá là nặng luôn, đế giữ dần đế luôn cô chú anh chị em. Còn cuộn cũng đều gan coi. Đế nó sổ cao không? Nồi đế bự. Cái này tổng hoành nó tới đâu là đế theo tới đó hết tất cả luôn. Đế khủng khiếp đế luôn. Lo mai vàng là đế viết cái bự nữa chứ bạn. Đế khỏi chê. Bắp đế nó bằng bắp tay không? Em thấy nó cuồn cuộn. Hết hồng. Mai vàng tự nhiên mà đế hết hồng đẹp quá. Gom đế nó gom nữa. Gom đế. Đế nó gom chứ gom xuống. Mà nó bự ra. Tại cành khi cành thực nằm ghép là ok, vừa luôn nhỏ giót không gom là nhỏ ha. Rồi cho thông số nữa. Rồi em cũng xin hết thông số nó luôn. Gốc nó nở nó chạc ra của chứ chạc to ra. Đo vị trí này là 40 gần 44 hoành, em tính 43 hoành nha cô chú anh chị. Gần 44 hoành luôn. Đó, xích trên nữa chứ. Nếu đó, nó ở trên luôn. Là không 44. Đo cái eo. Đo cái đầu sổ nó cho cô chú anh chị mình xem luôn nè. Cái đầu sổ của nó đo được 35. Cái đường kính bầu nó là 73. Rất hồng rồi đấy. Đế đặt luôn. Rồi đế đặt luôn. Tổng nồi đế nó chắc khoảng 200. Cụ đế đặt của nó cho cô chú anh chị mình xem luôn. Cụ đế đặt nó là 116. 116. Cụ đế đặt. Cụ đế đặt 116. Để bành bành to to như cục phê mì. Thoát thân nó là 37. Tổng chiều cao nó 66. Gốc ngọn còn 16. Cái bắp đế của nó là tương đương với cùng tay em nè. Không, cộng nào với cộng nấy nè. Sổ đều như cùng tay em luôn. Đế rất là đều đó. Nhìn nó không trống. Mà khích luôn. Khích gịch luôn. Gọi giá luôn đó. Rồi phôi mai vàng số 1 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là 13 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại em là 0383198616 cũng là số Zalo của em luôn cô chú anh chị ơi. Trời ơi, phép mình đổi cây của chú. Rồi. Cô chú xin phép đổi qua cây số 2. Ăn ý cái nào liên hệ tiếp cho sĩ giúp kênh. Tiếp tục qua cây số 2. Cây này đấy cũng khủng nè. Kẹo đều. Sổ nôm cao luôn. Như cái củ đế luôn cô chú. Phá khứ luôn. Đây cái đây đặt luôn. Không trống luôn. Đây dày. Đây về cui luôn. Hết hồn. Số 2 cũng là mai vàng của chú anh chị ơi. Cái này khủng dữ lắm, khủng luôn. Cái này coi như là nó khối đặc luôn rồi chứ không còn gì để nói nữa hết. Đúng rồi. Đặc sệt cao, to, bự, nở. Hôm nay chi cành ghép ok luôn. Lùng dừa. Được, ghép khỏi chê ha. Đây nó nở chạc ra to lắm, nó bự luôn. Khích 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 không, nhìn nó khích khích không mà sổ khích khích không. Sổ gom xuống cũ luôn chứ. Không trống luôn, đây không trống chỗ nào hết trơn luôn. Vậy đầy đủ luôn.
bự, lâu mới có được phô mai bự, mai vàng mới đẹp. Thì cũng lâu dữ lắm rồi mới mua được mấy cây mai này, quá trời đế, đâu cây nào mà đế giữ đế. Nhìn mỗi khối đặt hết hồ. Nhìn thấy không? Xin phép thông số luôn ha anh. Dạ. Gốc nở nhìn thấy chạc không chứ, chạc to ra, chạc ra cho bự bự ra luôn. Rồi hai ba vị trí cho cô chú anh chị mình xem luôn nha. Cái này đến nó chạc chạc không chứ mà. Thì đó ở trên. Hôm đó trên này chứ ha. Trên này là 47 nè cô chú anh chị. 47 là em đo eo trên này, em đo hơi chặt chứ cho cô chú anh chị mình xem nè. Đo hơi chặt với chút xíu nha cô chú anh chị. Vừa tới đầu cổ đế luôn nè. Là 58. Chặt 58. 58. Là đo chặt, em đo cổ đế khối đặt. Đó là em bỏ luôn cái cọng ghế này ngoài luôn nha cô chú anh chị. Em đo là đo cái khối đặt luôn cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Lòng quá nha. Củ này đặt sạch luôn. Em đo cái củ khối đặt luôn cho cô chú anh chị mình xem luôn nè. Rồi vậy đi, củ đẹp đi, hào hào đi. Hào hào cho cô chú anh chị mình coi thôi. Củ bự lắm, củ này đặt sạch, gần như sạch luôn. Sạch luôn là 121. Khoảng 121, có thể bự hơn, có thể nhỏ hơn xíu, tùy theo mình đo ha. Khoảng đó, có thể bự hơn luôn, tại đặt sạch rồi. Cái độ sổ nó xuống là được 32. Sổ 32. Đường kính bầu nó 61. Rồi để đặt luôn nha. Thoát thân được 40. Tổng chiều cao 80. Đốt ngọn còn 17. Cây bự dữ dằn, to, lực. Quá trời cái cây luôn. Cây này là khá nặng, cây nào như cái nấy cây nặng lắm cô chú anh chị ơi. Đặt cũ thì đặt sệt. Đặt sệt luôn. Điều ghen. Sổ xuống nở cũ nở gốc. Rồi giá luôn. Dạ cây số 2 này em cũng xin phép giao lưu cô chú anh chị mình là giá 13 triệu nữa nha cô chú anh chị. Được, 13 triệu. Một cặp. Số 1 và số 2 cây nào cũng 13 triệu hết cô chú anh chị ơi. Cây VIP. Quá trời cây. Xếp đổi cây cô chú anh chị. Rồi em xin phép đổi qua cây số 3 vẫn là mai vàng nha cô chú anh chị. Thầy đế cũng ok nè. Má mẹ. Đấy ok có chứ, nó sụn trứng. Đây có ghế lót là cũng đầy đủ. Bên đây thì dày luôn. Đây chắc là dày. Sổ cũng cao. Trong khi vậy lại mình quay cho mình xem ha. Nên nó sụn trứng tròn tròn. Đây có ghế lót cũng nó khá đầy đủ nè. Khá đế. Nó bao lại nữa. Nế cũng đắt vô thì cái cây này nó nở ra đây thì nó cân đối lại dễ. Đầy dư luôn. Phôi số 3 cũng là phôi mai vàng luôn cô chú anh chị, em được 3 phôi mai vàng nha. Mai vàng này đang lên xù. Để xù. Dạ. Cái này lên xù nha cô chú anh chị nè, xù cũng hơi khá nhiều nha. Nó có được mấy cục lọc luôn nha cô chú anh chị. Anh Linh. Cục lọc này cũng to à. Nè. Đây nó... cục. Cục vàng, cục đó là lọc nó vàng luôn. Nha. Thấy. Cục nó vàng cũng vậy. Có lên lọc bộn. Xù mà lọc luôn để ok. Cây này cũng xè ha, kiểu như hơi lai lai mình chơi cánh quạt nhẹ nhẹ có chứ, cũng khá là đẹp nè. Nó có sẵn luôn, dẫn phơm nó chia cành luôn, gắt theo kiểu cánh quạt mình làm cũng đẹp luôn, đầy đủ. Cây này cũng to để cũng khá ok. Ok không có tệ. Sổ đây mặt đây thì hơi vip rồi, đây thì đầy đủ. Mấy ghế lót qua đây đầy đủ luôn. Nó nhỏ thôi chứ nó cũng khá là đều cân đối. Đây rồi, cho thông số. Rồi, em cũng phép thông số em nó luôn. Nhìn thấy to. Rồi, vị trí này cho cô chú anh chị mình là 48 ha. Rồi, quanh 48. 48. Cái này nó cũng hơi chạc chạc nở của chứ. Không khó đâu. Rồi, cái chạc nở nó xuống rồi. Khó đo thấy bài. Hào hào đi nữa. Hoàn chính là được rồi. Thôi đo hoàn chính thôi đi, khó đo quá. Khó đo. Sổ. Em nó sổ xuống được 32. Đường kính bầu nó được 57. Thoát thân được 44.
Tổng chiều cao nó 88. Gốc ngọn còn 10. Cái này làm kiểu cánh quạt cũng im rồi. Tự xè luôn, xè ra bự. Để sổ cũng cao lực luôn. Mặt này tiền đẹp. Mã số 3 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 10 triệu nha cô chú anh chị. 10 triệu, em cũng bao ship toàn quốc hết lô này luôn. Số điện thoại em là 038 319 8616, cũng là số Zalo của em luôn. Cái số 3 10 triệu, không phải vàng. Cái này cũng ok đấy, đẹp. Form ok. Để gặp em đổi cái luôn. Rồi, tiếp theo. Cái số 4 ngoài tới quý. Đấy là như giống như để sắp nha cô chú, nó chảy kìa, đều đều. Đầy đủ, có số 5 cái nào đầy đủ. Đâu? Cần đổi nha. Cái này gom thành củ to. Cái củ bự. Rồi, phôi số 4 này là phôi tứ quý nha cô chú anh chị. Em về được 8 phôi, 3 phôi mai vàng, 5 phôi tứ quý. Tứ quý này chỉ cành đầy đủ luôn, đều luôn, đều tứ diện. 1, 2, 3 là mai vàng, 4, 5, 6, 7, 8 là tứ quý. Tứ quý đều tứ diện. Đế này đang tự sắp luôn, sắp đều đều gan luôn. Đều gan luôn. Này nó tự sắp bên luôn. Vì mình sửa sạn là sơ sơ là ok. Đây nó có cơm để góc nở, củ bự. Rồi, cũng xin phép thông số luôn. Chúng tôi vị trí này là 37. Rồi, quanh 37. Rồi, chị Hào cô chú, chị em. Sổ hơi hơi của nó luôn ha anh Linh. Dạ, sổ thử coi. Sổ nó được 21. Đo cũ hay đo chạc gì cũng được. Dạ. Kính bầu. Đường kính bầu nó 52. Cấp thân. Cấp thân 36. Tổng chiều cao nó 86. Chốt ngọn này còn nhữ lắm ạ. À. Còn có 9 nè. Có cái chặt nở nó cho cô chú anh chị mình xem luôn. Chặt nở là đo này đi. Đo nở này là 47. 47 coi chứ. Cũ thì khoảng 5 mấy. Giá luôn. Rồi, cây số 4 này cũng xin phép giao lưu cô chú anh chị mình là giá 4 triệu. Rồi, giá 4 triệu cây. Dạ. Tứ quý. Tứ quý, em bao ship toàn quốc hết. Số 4 4 triệu. Số 4. Thôi tứ quý 4 triệu. Anh nói cho bảy em thấy khẩn. Dạ. Dạ rồi, phép mình đổi cây. Dạ. Cây số 5. Chị mình xem ha, trong khi chờ đợi ha. Mà anh làm à. Cô chú thông cảm rồi. Chỉ cành là ra điều rồi. Phôi số 5 cũng là phôi tứ quý luôn. Chỉ cành ra điều tứ diện. Để khá đế. Đế này coi cũng được không? Nó không có tệ. Cũng khá là quá cũng ok. Cũng đều đều. Cây này nhà cây được cái form đẹp á, form này ghép là vừa luôn, đầy đủ luôn, chỉ cần lắc qua lại đều. Rồi em phép thông số luôn ha anh. Dạ. Vị trí này là 36. Rồi, quanh 36. Cái đầu sổ hơi hơi của em nó xuống là được 2 tấn. 19. Kính bầu nó 4, đường kính bầu nó 43. Thoát thân nó 32. Tổng chiều cao nó 79. Gót ngọn còn 10. Rồi mã số 5 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 3.200.000. 3.200.000, cây số 5 thôi tôi quý. Dạ, em bao ship toàn quốc hết. Dạ, phép nở cây luôn. Cái số 5 là chi cành khỏi dây. Tiếp theo qua cái số 6. 6 đế cũng như tự nó sắp luôn cô chú. Chảy đều nè. Cái bàn ra đều luôn. Nhìn nó không trống luôn cô chú.
Cây này cũng già cây dữ, tôi quý. Cây cành đầy đủ, chú anh chị ghép luôn. Mã số 6 này cũng là tiêu quý luôn cô chú anh chị ơi. Phơm nó đầy đủ chỉ cành nó mới ghép. Để chạy đều. Vậy nó tương đối là điểm ghen luôn. Tự nhiên rộng như gần như từ sắp luôn. Dạ, cho thông số. Dạ, cho thông số em nói luôn. Vị trí này là 38. Dạ, khoảng 38. Đường kính bầu là 46. Thoát thân là 42. Tổng chiều cao 60. Gió ngọn 17. Rồi, giá luôn. Rồi, phôi số số mấy? Số 6. À, phôi số 6 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 3 triệu. 3 triệu, phôi số 6, phôi tôi quý cô chú anh chị bán. Em bao ship toàn quốc luôn, số điện thoại em 038 319 8616 là số Zalo em luôn. Dạ, em xin phép đổi phôi. Tiếp tục qua phôi số 7. 7 phôi tôi quý nè, chi cành đẹp luôn quý nè. Để nè, đều, gốc nở, rễ khá là đều. Nay thì nó không có thiếu, tại nó thưa thôi chứ không thiếu. Có đầy đủ đầy đều luôn đầy đều chứ được cái bộ lại chi cảnh rất đẹp giót luôn thân nó giót chi cảnh đều tứ diện luôn cô chứ mà đều tứ diện nhìn nó đẹp lắm này già cây chi cảnh là khó chơi ta. Đế cũng ok luôn, cũng đều ghen. To, chỉ cần to đều tứ diện. Này thấy gãy đều ghen, gom cũ luôn. Rồi, em xin phép thông số luôn ha. Dạ. Vị trí này là 38. Là 8 rưỡi, tính 38. Ừ, như 38 đi. Sổ hơi hơi cho nó thử là được nhiêu ha lên. Dạ. Đường được 21. Sổ 21. Đường kính bầu nó 49. Thoát thân. Thoát thân tới cổ rễ nó 40. Tổng chiều cao nó 109. Gốc ngọn còn 14. Rồi mã số 7 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 4 triệu đồng. Dạ 4 triệu đồng. Dạ. Cây số 7. Cây số 7. Giá nhiều chơi quá. Cây cũng to lực đế cũng ok chơi anh điều. Chơi gọi phép đổi. Rồi em cũng xin phép đổi luôn. Qua cây số 8. Cây số 8 này cũng là tứ quý rồi, cũng là cây cuối clip của em luôn cô chú anh chị ơi. Cây này chỉ cành đẹp đẹp dạ. Điều ghen luôn. Giờ được 8 phôi. Phôi này cũng phôi cuối clip. Cái này là do làm bầu hơi nghiêng của chú anh chị chim là thẳng luôn chứ. Dạ luôn. Cái bầu nó hơi nghiêng tại mình làm. Con này cô chú anh chị dựng đóng rồi. Dựng lại cho chú xem. Đây chút xíu rồi, chút xíu bà siêu à. Đúng rồi. Mà đều luôn, đế đẹp luôn. Em có gì cho anh chim lại chút xíu em, coi cho nó đẹp với. Để dễ. Chiếc dép anh cũng được, lụm chiếc dép để đút vô cũng được nè. Để dễ đều. Có gì đâu. Chút xíu bà siêu là nó đẹp lại liền. Đứng chưa anh? Đó. Đẹp rồi đó. Ừ. Xíu bà siêu. À. Để đều luôn, chảy đều hết. Đều luôn. Tại em đút chiếc dép vô lú ra ngoài. Sao? Cái nhà lá vườn. Cái này rất đẹp, giót luôn. Búp măng đẹp luôn. Chi cành đều, đều tứ diện. Cành khó chê ha. Để cũng vậy luôn. Này búp măng luôn á, nở gió cây lên luôn. Gốc rễ đều. Làm cái đế đều ghen luôn. Cây đẹp đó. Cây của clip này đẹp đó. Nhìn nhỏ gọn rồi. Rồi em ghép thông số nha anh. Dạ. Vị trí này là 34. Đó, 34.
đường kính bầu nó được 41, thoát thân 26, tổng chiều cao 63, gốc ngọn 12. Rồi, cây mã cuối clip này là mã số 8, em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị của mình là 2.800.000. Em bao ship toàn quốc luôn, số điện thoại em là 0383198616, cũng là số Zalo của em luôn. Cây đẹp. Vậy rồi. Rồi, cuối clip em cũng xin kính chào quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc nha. Xem kênh Bonsai Cần Thơ và ủng hộ cho em. Thời gian qua cô chú ủng hộ em cũng rất là chân thành cảm ơn. Mong cô chú anh chị mình ủng hộ tiếp cho em ha. Có động lực săn cây quýt quýt đẹp đẹp nữa về giao lưu cô chú anh chị mình. Rồi em xin chào. Đây rồi chào anh sĩ luôn. Dạ xin phép chào với cô chú anh chị các bạn luôn. Rồi mình quay sơ lại cô chú mình xem ha. Để vậy nè, quá trời luôn. Đây rất đẹp luôn. Rồi xin chào của cô chú anh chị các bạn mình đây.